Lê Thanh Vân cấu kết Lưu Bình Nhưỡng nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng. Kính thưa quý vị, thời gian vừa qua, hàng loạt đại án tham nhũng được xét xử hoặc đã có kết luận điều tra, ban hành cáo trạng, chuẩn bị đưa ra trước ánh sáng công lý. Thực tế đó cảnh báo, tham nhũng đã làm mưa làm gió trên nhiều lĩnh vực, tham tiền tài danh vọng để rồi quên lời hứa trước đảng, trước dân. Hàng loạt cán bộ, quan chức từ trung ương tới địa phương đã phải vướng vòng lao lý, mang thân phận bị can, bị cáo. Không khó để nhận ra điểm chung về thủ đoạn phạm tội của quan chức trong các đại án là lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chỉ đạo, chi phối các bên liên quan thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng mang lại lợi ích cho mình. Đó là những vị lãnh đạo có quyền cao chức trọng nhưng đã thoái hóa, biến chất, bảo kê và tiếp tay cho tội phạm để rồi bản thân mình cũng không thể thoát tội. Đi tìm nguyên nhân của hàng loạt quan chức biến thành tội phạm trong thời gian rất ngắn, dư luận đặt câu hỏi, vì sao những quan chức không hề khó khăn, thiếu thốn về tiền bạc, thậm chí là rất giàu, vẫn cố ý làm trái để rồi phải trả giá đắt, đau khổ, nhục nhã vì những đồng tiền bẩn. Rồi cũng chính nhân dân đã tìm ra câu trả lời, chắc chắn đó là vì lòng tham. Đó là luật nhân quả bao đời nay minh chứng. Bởi nếu không vì lòng tham, lợi ích nhóm để nhận hối lộ, hoa hồng, quà biếu, lại quả bằng những vali tiền, thì làm sao trong vụ án Việt Á có những cán bộ, đảng viên từng là giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, sĩ quan cấp tướng, nhà lãnh đạo quản lý, có lý lịch sáng ngời trong các kỳ bầu chọn, lại tự đánh mất mình, bất chấp pháp luật, trà đạp lên nỗi đau thương, mất mát của nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành để rồi phải trả giá đắt. Suy cho cùng, trước cám dỗ của đồng tiền, trước bản ngã của phần con trong phần người, nếu không biết tiết chế thì khi kim tiền trước mặt sẽ trở thành viên đạn bọc đường, có thể phát nổ, đánh gục những cán bộ, đảng viên thiếu bản lĩnh để lòng tham chế ngự. Mới đây nhất, vụ việc đại biểu Lê Thanh Vân và đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam. Diễn biến bắt giữ hai vị lãnh đạo này xảy ra sau khi Công an tỉnh Thái Bình điều tra mở rộng vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, vào chiều ngày 10 tháng 7 năm 2024, các cơ quan truyền thông của Việt Nam đồng loạt phát đi thông tin Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết số 1090 về việc đồng ý khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường vụ Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15. Thông tin này đã gây sửng sốt cho dư luận và giới truyền thông. Như chúng ta đã biết, ông Lê Thanh Vân và ông Lưu Bình Nhưỡng là hai đại biểu được cử tri, dư luận và một số cơ quan truyền thông ca ngợi là những đại biểu Quốc hội có quan điểm và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng với tham nhũng tiêu cực. Không quá lời khi có những ý kiến cho rằng cử tri cả nước cần theo dõi những buổi truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn của Quốc hội, đặc biệt là mong muốn nhìn thấy bảng đăng ký chất vấn của đại biểu Lê Thanh Vân và đại biểu Lưu Bình Nhưỡng giơ lên, bởi đó sẽ là những câu hỏi được đánh giá như khẩu đại pháo nã vào nghị trường Việt Nam. Gai góc mãnh liệt trên nghị trường như vậy, nhưng thật chớ trêu thay, đại biểu Lê Thanh Vân bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép khởi tố, bắt giam do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác và trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình, đã được xác định là ông Lê Thanh Vân có liên quan khi thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình sự. Vụ án đang trong quá trình mở rộng điều tra, chưa hoàn tất cáo trạng nên cử tri và dư luận cả nước chưa được biết chi tiết hai ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân đã móc ngoặc với nhau và có những hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm ra sao. Nhưng chỉ với việc hai ông cùng liên quan tới một vụ án khiến cử tri và dư luận cả nước rất thất vọng. Ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị khởi tố từ ngày 14 tháng 11 năm 2023. Kết quả điều tra cho thấy, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định được số tiền trục lợi hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị kỷ luật khai trừ khỏi đảng. Ông Nhưỡng bị bắt là do liên quan đến vụ án Cường Quát. Cường là đối tượng có 3 tiền án
là băng nhóm xã hội phức tạp đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Từ năm 2020 đến năm 2022, Cường và đồng phạm cưỡng đoạt một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy với tổng số tiền là gần 5 tỷ đồng. Phạm Minh Cường và đồng phạm xử lý xác lập các quyền sở hữu trái phép như cắm cọc, lập vây, lập trại các bãi chiều có diện tích khoảng 180 ha, gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác với 1.500 đồng trên 1 mét khối nhân với 700 mét khối trên một tàu theo phương thức đếm tàu tính tiền. Trong quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường bị một số nhóm đối tượng cản trở gây khó khăn dẫn đến việc chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp bị hạn chế. Viện trưởng Viện Kiểm sát Thái Bình nêu rõ, do mối quan hệ từ trước với ông Lưu Bình Nhưỡng, Cường đã nhờ ông Nhưỡng can thiệp tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để các nhóm xã hội không gây sự, gây khó khăn. Sau đó, Cường tiếp tục thực hiện việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp. Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình khẳng định ông Nhưỡng từng nhận Cường là cháu. Cường từng nói với ông Nhưỡng là bố nuôi. Hành vi vi phạm của bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm với vai trò giúp sức để Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản. Giữa Cường Quát và ông Lưu Bình Nhưỡng có mối quan hệ thân thiết, qua lại với nhau từ lâu, trên dưới hơn 10 năm. Thời điểm chưa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt giam, đi đâu, ngồi với ai, Cường Quát cũng khoe rằng y đã nhận ông Lưu Bình Nhưỡng là bố nuôi. Thứ hai, Cường Quát luôn nói với mọi người rằng mình là con nuôi ông Nhưỡng. Tính đến ngày 10 tháng 1, vợ ông Nhưỡng đã cùng luật sư đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình nộp số tiền khắc phục 3 lần, các lần nộp gần nhau. Một lần nộp 3,8 tỷ đồng, lần thứ hai nộp 2,7 tỷ đồng và một lần nộp 500 triệu đồng. Đưa tổng số tiền đã nộp khắc phục hậu quả của ông Nhưỡng là 7 tỷ đồng. Còn đối với ông Lê Thanh Vân, ông sinh năm 1964 tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Theo gia phả của dòng họ, ông là hậu duệ của khai quốc công thần Đại Đốc Lê Lâm. Khi ông Lê Lâm mất, con trai của ông là Lê Niệm là một nhà quân sự chính trị cấp cao, lập nhiều chiến công hiển hách trong thời kỳ Đại Việt. Ông Lê Thanh Vân được đánh giá là người nổi tiếng cương trực, khẳng định và bảo vệ đúng đắn trong xây dựng và thực thi chính sách pháp luật với những ý kiến thẳng thắn. Ông có trình độ tiến sĩ luật. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, ông Lê Thanh Vân nhập ngũ và có 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Lữ đoàn Công binh 299, Quân đoàn B. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông trở về quê nhà và có thời gian ngắn công tác tại địa phương. Tháng 9 năm 1985, ông Vân trúng tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, ông được nhận vào công tác tại Văn phòng Quốc hội vào tháng 3 năm 1990. Từ đây, ông bắt đầu gắn bó công tác với các cơ quan chuyên môn của Quốc hội. Ông lần lượt trải qua các chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Đại biểu Văn phòng Quốc hội, Phó Vụ trưởng Phụ trách Trung tâm Thông tin Khoa học Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Vụ trưởng Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tháng 3 năm 2014, ông Vân khi đó là Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 11 đã được Bộ Chính trị khóa 10 lựa chọn là một trong 4 cán bộ trung ương được luân chuyển về địa phương công tác. Đó là đợt luân chuyển cán bộ trung ương về địa phương được coi là lớn nhất lịch sử Việt Nam từ sau năm 1975. Ông Lê Thanh Vân khi đó nằm trong danh sách 25 cán bộ trung ương được Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy phụ trách công tác xây dựng Đảng của tỉnh Hải Dương. Trong lớp bồi dưỡng tập huấn cùng ông Vân để về địa phương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, có những vị cán bộ trung ương trẻ tuổi sau này đã phát triển sự nghiệp, hiện đang giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Chính phủ và Quốc hội như Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. 25 vị cán bộ trung ương về địa phương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nay hầu hết đều trở thành Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Số ít không vào được Ban Chấp hành Trung ương nhưng cũng trở thành cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý. Chỉ duy nhất ông Lê Thanh Vân bị đánh giá là không có bước tiến nào về sự nghiệp chính trị sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở địa phương. Ông Lê Thanh Vân rời vị trí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội khóa 13 về Hải Dương nhậm chức Phó Bí thư Tỉnh ủy hơn 1 năm rưỡi. Sau đó, ông lại quay về đúng vị trí cũ là Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội khóa 13 và ổn định vị trí này qua 2 khóa Quốc hội tiếp theo.
mặc dù ông Lê Thanh Vân không là lãnh đạo cấp cao trong hệ thống chính trị của Việt Nam, nhưng ông Lê Thanh Vân hiện đang là Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội khóa 15, một chức danh tương đương với cấp Tổng cục trưởng của Chính phủ hay tương đương với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng việc ông Lê Thanh Vân bị khởi tố lại thu hút sự quan tâm đặc biệt lớn của dư luận, đặc biệt là những cử tri thường xuyên theo dõi các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan Quốc hội. Bởi lẽ ông Lê Thanh Vân là đại biểu Quốc hội 3 khóa liên tiếp từ Quốc hội khóa 13 năm 2011 cho đến nay. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri với những dấu ấn đậm nét trên nghị trường, đặc biệt trong các phiên chất vấn các thành viên chính phủ. Đại biểu Lê Thanh Vân có những câu hỏi đi thẳng vào những vấn đề cực nóng, rất nhạy cảm, khiến các bộ trưởng rất lúng túng. Thậm chí, lãnh đạo chính phủ phải trực tiếp làm rõ thêm, đặc biệt vấn đề thanh tra, kiểm toán và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đại biểu Lê Thanh Vân có những phát biểu đầy kiên quyết, thậm chí một số cơ quan báo chí nhận xét rằng ông là người gay gắt. Vậy những đóng góp của ông Vân khi là đại biểu Quốc hội như thế nào? Thứ nhất, ông kiến nghị thành lập hội đồng lập pháp. Ngày 15 tháng 11 năm 2012, ông đưa ra ý kiến về việc thành lập hội đồng lập pháp thay mặt Quốc hội hoạt động quanh năm. Ông cũng là người đưa ra kiến nghị sâu sắc về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Thứ hai, gốc rễ của kiểm soát quyền lực hiệu quả nằm ngay ở cơ chế phân công quyền lực mà không cần thiết phải quá nhấn mạnh đến sự phối hợp. Phân công chính là cơ sở để kiểm soát tốt quyền lực nhà nước và ngăn chặn hiệu quả tình trạng lạm quyền. Thứ ba, ông kiến nghị ban hành trọng dụng nhân tài, đặc biệt quan tâm đến chính sách này. Ông đã đề xuất ý kiến về việc ban hành luật trọng dụng nhân tài, coi đó là chiếu cầu hiền của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh hiện nay. Ông cho rằng tài nguyên vật chất nếu cứ khai thác mãi sẽ hết, còn nhân tài là nguyên khí của quốc gia, càng khai thác càng thực bội. Trọng dụng nhân tài luôn được coi là chính sách ưu tiên hàng đầu của phép trị quốc. Thứ tư, ông đề xuất ý kiến tuyển thứ trưởng. Tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội, ông đã đề xuất việc thi tuyển chức danh đối với hàm thứ trưởng trở xuống. Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan đầu tiên thực hiện ý kiến này. Thứ năm, vụ việc ở Đồng Tâm. Sáng sớm ngày 19 tháng 4 năm 2017, ông là đại biểu Quốc hội đầu tiên lên tiếng trên Facebook về vụ việc ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Chỉ sau ít phút, hàng loạt báo đã đăng ý kiến của ông. Trong ý kiến của mình, ông đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung sớm tổ chức đối thoại với nhân dân xã Đồng Tâm. Cuộc đối thoại sau đó được tiến hành thành công vào ngày 22 tháng 4 năm 2017. Thứ 6, ý tưởng chất vấn trực tiếp. Ông là một trong những người đưa ra ý tưởng chất vấn trực tiếp để làm rõ từng vấn đề và trách nhiệm của các bên tại mỗi kỳ họp Quốc hội, cũng như việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc sự giám sát của Quốc hội. Thứ 7, ông cũng nổi tiếng với cách chất vấn đanh thép tại nghị trường. Ngay cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên chất vấn trước Quốc hội chiều ngày 17 tháng 11 năm 2017 cũng thừa nhận phải đối mặt với câu hỏi rất hóc búa mà ông đặt ra. Thứ 8, bảo vệ hiến pháp. Chiều ngày 22 tháng 11 năm 2017, ông cho rằng tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt theo phương án không tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân mà thực hiện thiết chế trưởng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do Thủ tướng bổ nhiệm, được phân quyền, phân cấp mạnh, có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện tốt bộ máy hoạt động hành chính kinh tế xã hội trên địa bàn. Thứ 9, kiến nghị về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Lo lắng về chất lượng cán bộ hiện nay, năm 2017, ông đã viết tâm thư gửi trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Bình Minh nêu quan điểm về loại và tiêu chí từng nhóm cán bộ để trọng dụng nhân tài. Thứ 10, chất vấn vụ Mobifone mua AVG. Chiều ngày 17 tháng 11 năm 2017, trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ở Hội trường Quốc hội Việt Nam, ông đã chất vấn về việc Mobifone mua 95% cổ phần công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG với vốn nhà nước gần 8.890 tỷ đồng. Cụ thể, ông đã đặt ra nhiều câu hỏi trực diện, nhu cầu và cơ sở nào mà Mobifone sử dụng vốn nhà nước để mua AVG. Giá trị chính xác trong vụ chuyển nhượng này là bao nhiêu, từ khi mua AVG về hoạt động ra sao và có tương xứng với số tiền bỏ ra để mua hay không. Tuy nhiên, cả Chủ tịch Quốc hội thời kỳ đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trương Minh Tuấn đều né tránh giải trình và cho biết
vấn đề đang được thanh tra và chờ kết quả thanh tra, dự kiến sẽ báo cáo sau. Đến tháng 6 năm 2018, vụ việc này mới được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận và kiến nghị xử lý kỷ luật các chức vụ có liên quan. Vâng, tóm lại thì ông Lê Thanh Vân và ông Lưu Bình Nhưỡng được cử tri và dư luận truyền thông ca ngợi là những đại biểu Quốc hội có quan điểm và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Tuy nhiên, tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản, tiếp đó lại bị điều tra thêm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, như là xét đánh ngang tai với khá nhiều người, gây bất ngờ. Nhưng do đã chứng kiến nhiều ông to bà lớn nói như rồng, làm như vượn như hươu đã bị lò của bác trọng đốt, dù còn hoài nghi nhưng đa phần vẫn kiên nhẫn chờ tới hồi sau câu chuyện trước khi đưa ra phán xét. Tuy nhiên, nhiều người định kiến và kẻ giả tâm coi đây là cơ hội nói xấu, vu cáo nhà nước Việt Nam đàn áp tiếng nói phản biện. Họ còn dựng lên thuyết âm mưu rằng vụ bắt Bình Nhưỡng là một vụ trả đũa chính trị. Sau khi thông tin về ông Lưu Bình Nhưỡng thành khẩn thừa nhận trục lợi, nộp 300.000 USD khắc phục hậu quả, thì đã chặn họng bọn sỏ lá ba que chống phá nhà nước ta. Có thể nói, xét trên khía cạnh tư cách đạo đức, ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân là những người nói không đi đôi với làm. Trên diễn đàn Quốc hội, hai ông phát biểu lớn tiếng và thường gãi đúng chỗ ngứa những vấn đề tiêu cực tồn tại nên được nhiều người thích nghe, thậm chí còn quý trọng tin tưởng. Tuy nhiên, trên thực tế, hai ông lại là những người có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thể hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sai phạm của hai ông, trong đó nguyên nhân cốt lõi là do thiếu tu dưỡng rèn luyện, không giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ đảng viên, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, lợi ích nhóm dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với đó, nhiều người nhận định ông Nhưỡng và ông Vân có bản tính háo danh, hiếu thắng, thích nổi tiếng, nên thường có những phát biểu thiếu khiêm tốn, thiếu cẩn trọng, nhất là khi được đám đông tung hô, ảo tưởng mình là giỏi, có thể thao túng tâm lý, chi phối người khác. Ông Nhưỡng và ông Vân đã mắc sai lầm nghiêm trọng, vướng vào vòng lao lý, thân bại danh liệt khi chỉ còn ít ngày nữa là được nghỉ hưu theo chế độ. Thật đáng tiếc là ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân đều là tiến sĩ luật. Trong khi đó, ông Nhưỡng từng là phó trưởng khoa trường đại học luật, nhưng bản thân lại quá ảo tưởng, không nắm vững luật và vi phạm pháp luật. Vụ việc ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân chính là bài học cảnh tỉnh cho những cán bộ đảng viên, những người có chức vụ, quyền hạn và những ai đang manh nha trục lợi bất chính. Thêm một lần nữa, khẳng định nguyên tắc thượng tôn pháp luật của Việt Nam, quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, như lời khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai ông nói vậy nhưng không phải vậy. Ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân bị bắt, truy tố và tới đây sẽ được đưa ra xét xử, trả giá cho những hành vi sai phạm của mình là hoàn toàn bình thường. Việc khởi tố xử lý hình sự này thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước là không có vùng cấm. Không phải là nguyên đại biểu Quốc hội hay người nổi tiếng vi phạm pháp luật thì được miễn trừ. Bất cứ ai nếu vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý theo quy định. Hai ông thay phiên nhau đứng giữa nghị trường giơ cao ngọn đuốc được lấy lửa từ chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hình ảnh này của hai ông đã không ít lần xuất hiện trên các mặt báo, trở thành tâm điểm, không chỉ làm nóng rực không khí nghị trường mà khiến cho đời sống chính trị của Việt Nam trở nên sôi động, trở thành đề tài bàn luận, thu hút được rất nhiều ý kiến của các câu lạc bộ cử tri trong cả nước. Ông Nhưỡng và ông Vân từng được cử tri cả nước coi là một trong những mũi tấn công của chiến dịch đốt lò. Hai ông đưa vấn đề tham nhũng tiêu cực tới cấp giám sát tối cao theo hiến pháp của Việt Nam một cách nhanh và chính thống nhất. Các ông đã thực hiện đại diện cho ý nguyện của nhân dân đưa tham nhũng tiêu cực ra ánh sáng giữa hội trường, trong tòa nhà Quốc hội. Hai ông sau khi rời hội trường lại âm thầm cấu kết với nhau, trở thành tấm lá chắn nuôi dưỡng cho bọn tội phạm. Đổi lại, các ông nhận được những vật chất lớn khiến không chỉ người làm công ăn lương bình thường mà ngay cả giới doanh nhân cũng ao ước. Như vậy, hai ông trở thành chính những gì mà bản thân các ông đã lớn tiếng phê phán khi đứng lên phát biểu trong hội trường Quốc hội hay trả lời các cơ quan truyền thông bên hành lang của tòa nhà Quốc hội. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu trong một kỳ họp Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực rằng chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi dê chân người. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin hãy để lại bên dưới bình luận của video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.